bây giờ mình sẽ cho cái phần thịt này vào. Đấy, như vậy các bạn nha. Mình sẽ cho thêm một ít rau thơm và như này. Đấy, như vậy mình đã có được một cái bánh mì bít tết rồi. Các bạn, như vậy thì mình đã có một cái bánh mì bít tết rồi này. Đây. Đây. Chúng ta có thể làm tại nhà nha các bạn. Đấy, thay vì chúng ta đi quán ăn những cái bánh mì như thế này ấy, thì chúng ta có thể làm những kiểu bánh như thế này tại nhà các bạn nha. Đấy. Các bạn, thay vì chúng ta có thể là ăn ở quán ấy thì chúng ta có thể làm tại nhà cái món bánh bít tết này các bạn nha. Rất là thơm ngon đấy, thì các bạn có thể làm cho các gia đình mình những cái món như thế này thì chắc gia đình mình rất là thích các bạn này. Thì đấy, đó là cách làm của mình, rất là đơn giản, thì các bạn có thể sử dụng cách làm của mình nhá. Rồi video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của mình nhá. Bye bye. Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách làm món bánh lạc các bạn. Ở đây mình sẽ có một ít lạc các bạn này. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách làm món bánh lạc nhé. Đây mình sẽ sử dụng một con bánh mì. Bột mì như thế này các bạn. Giờ mình sẽ bỏ cái phần nước vào. Chúng ta sẽ trộn cái phần bột nhá. Các bạn nếu mà ăn ngọt thì các bạn có thể bỏ thêm đường, mà các bạn không ăn ngọt thì các bạn ăn. Đây này mình sẽ bật bếp luôn các bạn này. Đây là cái phần lạc. Lạc này lạc mình rang rồi các bạn nha. Cái phần lạc này là lạc mình rang rồi đấy. Bây giờ mình sẽ cho cái phần dầu ăn vào.
dầu trời nắng ấm rồi mà vẫn không tan ra nổi. Phần lạc thì chúng ta sẽ đập dập đi các bạn này.